Bim đúp ạ. Đây là chiếc 320i sản xuất năm 2016. Hiện tại thì lăn bánh được 70.000 km. Đang được em Thuận cũng như cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt bán và giao dịch đến quý anh chị với mức giá loanh quanh 600 triệu đồng. Mang ngoại thất màu đỏ, nội thất màu kem nha quý anh chị quý nhà nha. Đó. Chúng ta cùng tìm hiểu, theo dõi tổng thành chiếc xe này. Bim đúp thì có cái bộ đèn, thiết kế đèn rất là bắt mắt. Đèn LCI quý anh chị quý nhà ạ, có vòng LED khuyết định vị ban ngày. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn nha quý chị quý thằng nha. Soi sáng rất xa. Cá tính. BMW luôn luôn cho chúng ta một cảm giác là cứng cáp, cá tính. Dựa trên thiết kế đèn, các đường gân dập lồi trên capo cũng như là dọc viền thân xe. Màu đỏ, nội thất kem. Lăn bánh 70.000 km. Sản xuất năm 2016. Tên cá nhân, biển Hà Nội. Mua mới từ đầu. Rất đẹp luôn. Máy 2.0. Đạp ga tức thì. Đấy, thiết kế đằng sau cũng rất là cá tính, thể thao. Thiết kế hai ống xả nhá. Đó. Xe có trang bị cam lùi. Series 3. Đây. Đây là khu vực cốp nhá. Móc kéo vẫn còn nguyên nhá, chưa sử dụng lần nào. Bên dưới này sẽ là ắc quy của nó. Này. Cái tấm lót cốp này còn mới cực kỳ. Không hề có độ dơ luôn. Đấy. Bên dưới là những cái điền lắp biển số, bên dưới là những đồ lắp biển số. Đấy, trang bị theo xe cũng chưa được sử dụng đến. Đó. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Cũng tương đối là rộng và rất là sạch sẽ. Cúp thì vẫn là cúp cơ thôi quý anh chị quý nhà. Rồi mời quý anh chị quý hàng vào theo dõi về không gian bên trong. Nội thất kem này, đồ kem là quá tuyệt vời rồi. Cái nội thất kem này thì nó rất là sáng và thoáng xe nha quý anh chị quý nhà nha. Đây. Toàn bộ nội thất là trang bị theo xe hết nhá. Không hề có gì dạn lứt hay là rách gì nhá. Đấy, sờ rất là mềm mịn. Nội thất BMW nó rất là bền. Có cửa gió điều hòa ra đằng sau nhá. Đóng cửa chắc lịch luôn. Xe này thì có trang bị Keyless Go. Khu vực điều khiển gương kính. Ghế chỉnh điện. Đấy, ghế chỉnh điện nhá. Đó. Đây này, mới đẹp chưa? Ghế da rất mới, rất đẹp. Cần số thể thao. Có lim giới hạn tốc độ, ga tự động, điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại, tăng giảm âm lượng, đèn auto, gạt mưa cũng là tự động nhá. Đó. Toàn bộ cần số, phanh tay, vô lăng, nội thất, ghế da đều là nguyên bản theo xe. Nó sẽ không quá nhiều option được trang bị như Mercedes-Benz. Nhưng mà nó sẽ có sự cứng rắn, sự thể thao, cảm giác lái tốt, khác biệt hẳn so với lại Mercedes-Benz nha quý anh chị quý nhà nha. BMW 320i sản xuất năm 2016. Lăn bánh 70.000. Cam kết động cơ hộp số là nguyên bản. Thân vỏ không đâm va, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Vẫn hỗ trợ trả góp. Giá chỉ loanh quanh 600 triệu đồng. Một mức giá rất là hợp lý. Quý anh chị quý nhà hàng có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị quý nhà hàng mua xe một điều kiện hoàn hảo nhất nhé. Xin được cảm ơn quý anh chị quý nhà hàng đã theo dõi video. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.